Để cánh hoa cúc được mềm và dễ uốn thì các bạn nên chọn dứa non hoặc dứa bánh tẻ, sau đó bổ làm tư. Cắt thành những miếng hình chữ nhật, chiều dài khoảng 2 đốt rưỡi ngón tay, chiều rộng khoảng đốt rưỡi ngón tay. Dùng dao cắt theo chiều dài thành những miếng dừa mỏng với độ dày khoảng 1mm giống như mứt dừa bình thường. Không cắt đứt rời hẳn mà chừa lại một khoảng 3mm. Theo kinh nghiệm của mình thì với kích thước như vậy sẽ cắt được từ 15 đến 17 cánh là vừa đẹp cho một bông hoa cúc. Sau đó rửa dừa với nước ấm cho sạch dầu dừa và đem ướp đường như cách làm mứt dừa sợi. Tỷ lệ 1 dừa đi với 0,4 hoặc 0,5 đường. Đợi đường tan thì cho dừa vào chảo đun nhỏ lửa, thêm màu và vị tùy thích. Khi đường kết tinh thì đeo găng tay ni lông vừa đảo vừa rũ đến khi miếng mứt khô hẳn. Tranh thủ lúc mứt còn ẩm chưa nguội hẳn thì uốn các miếng dừa gập vào trong tạo thành những cánh hoa và ta sẽ có được bông hoa cúc được làm từ mứt dừa. Chúc các bạn thành công!